Cuối tháng 4 năm 2017, một loạt các tuyến đường tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã được điều chỉnh giao thông nhằm phục vụ cho công trình nhà ga Metro Bến Thành thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên giai đoạn 2. Đơn vị thi công đã rào chắn mặt đường tại công trường Quách Thị Trang, đoạn từ vòng xoay Quách Thị Trang cũ đến hết trạm xe buýt Bến Thành cũ. Việc rào chắn mặt đường này đã gây không ít khó khăn cho các hoạt động giao thông của người dân và cả phương tiện giao thông công cộng. Sau hơn một tháng thực hiện việc điều chỉnh giao thông này, camera cận cảnh đã có mặt tại khu vực ghi nhận tình hình giao thông tại đây. Theo ghi nhận của camera cận cảnh, các cơ quan chức năng đã tiến hành dựng hàng loạt các biển báo, biển chỉ dẫn nhằm giúp người dân lưu thông qua đây một cách dễ dàng nhất. Tuy nhiên, có vẻ như người dân vẫn chưa quen với việc điều chỉnh giao thông tại khu vực này. Ống kính của camera cận cảnh đã ghi nhận được hàng loạt các phương tiện đã đi ngược chiều vào đường giao xin ngay bản cấm như thế này. Mặc dù trước đó trên đường Ký Con, biển chỉ dẫn đã cho thấy hướng điều chỉnh khá rõ ràng. Một vài trường hợp khi phát hiện biển cấm, người lái xe đã tần ngần quay đầu xe lại. Thế nhưng cũng có không ít người dân vẫn đi vào đường cấm, tạo ra hàng loạt những tình huống nguy hiểm. Với hệ thống bản chỉ dẫn, bản cấm rõ ràng như thế này, đơn vị thi công cùng với cảnh sát giao thông đã túc trực hướng dẫn người đi đường và phân luồng giao thông. Tuy nhiên, để người dân thuận tiện và chủ động hơn trong việc đi lại, chương trình sẽ nhắc lại một vài điểm cần lưu ý về việc điều chỉnh giao thông qua khu vực này. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, để phục vụ thi công nhà ga Bến Thành thuộc tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên, Sở đã bố trí lại giao thông khu vực các tuyến đường phục vụ hiệu quả cho người dân giao thông thuận lợi an toàn. Theo đó, đối với đường Phan Ngũ Lão, quận 1, đoạn từ đường Cống Quỳnh đến đường Nguyễn Thị Nghĩa, tổ chức lưu thông 2 chiều xe 2 bánh và 1 chiều xe ô tô theo hướng lưu thông từ đường Cống Quỳnh đến đường Nguyễn Thị Nghĩa. Đoạn từ đường Nguyễn Thị Nghĩa đến đường Giác Sinh tổ chức lưu thông 1 chiều các loại phương tiện theo hướng lưu thông từ đường Nguyễn Thị Nghĩa đến đường Giác Sinh. Đoạn từ đường Giác Sinh đến đường Trần Hưng Đạo cấm lưu thông do rào chắn chiếm dụng toàn bộ mặt cắt ngang đường nên chỉ cho phép xe phục vụ thi công và xe dân cư trong khu vực đi vào. Đoạn từ đường Canh Mét đến đường Phó Đức Chính tổ chức lưu thông 1 chiều các loại phương tiện theo hướng lưu thông từ đường Canh Mét đến đường Phó Đức Chính. Đối với đường Giác Sinh quận 1, đoạn từ đường Phan Ngũ Lão đến đường Trần Hưng Đạo tổ chức lưu thông 1 chiều các loại phương tiện theo hướng từ đường Phan Ngũ Lão đến đường Trần Hưng Đạo. Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Thị Hồng Gấm tổ chức lưu thông 2 chiều các loại phương tiện. Đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ đường Giác Sinh đến đường Canh Mét quận 1 tổ chức lưu thông 1 chiều các loại phương tiện theo hướng từ đường Giác Sinh đến đường Canh Mét. Đường Ký Con, đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Thị Hồng Gấm quận 1 tổ chức lưu thông 2 chiều các loại phương tiện. Công trường Quách Thị Trang quận 1 được sắp xếp lưu thông 1 chiều các loại phương tiện theo hướng từ đường Hàm Nghi đến đường Lê Lai. Đường Lê Lai quận 1, đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến đường Nguyễn Thị Nghĩa tổ chức lưu thông 1 chiều xe theo hướng từ đường Phan Chu Trinh đến đường Nguyễn Thị Nghĩa. Đoạn từ đường Nguyễn Thị Nghĩa đến đường Nguyễn Trãi tổ chức lưu thông 2 chiều xe 2 bánh và 1 chiều xe ô tô theo hướng lưu thông từ đường Nguyễn Thị Nghĩa đến đường Nguyễn Trãi. Với mục tiêu dài hạn mở rộng các phương tiện giao thông công cộng trên khắp thành phố, góp phần kéo giảm ùn ứ giao thông, phục vụ hiệu quả cho nhân dân đi lại nhanh chóng, thuận tiện, chính quyền thành phố luôn mong muốn người tham gia giao thông cần hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc những quy định mới của ngành giao thông, đồng thời chấp hành nghiêm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng và các biển báo giao thông trong quá trình tham gia lưu thông qua khu vực trên.